Khởi đi từ việc gây quỹ cứu trợ tại Montreal để giúp nạn nhân bão lụt tại Việt Nam. Năm 2000, Thời báo quyết định đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện và sau đó đã thành lập Quỹ Cộng đồng Thời báo. Sau 19 năm hoạt động, tổng số tiền do độc giả và Thời báo đóng góp để giúp các tổ chức cá nhân trong Toronto, Montreal, Campuchia và cả trong nước tính đến tháng 6 năm 2019 đã lên đến 1.177.975 gia kim và 32.749 Mỹ kim. Thành quả này có được là nhờ Thời báo đã luôn luôn dựa vào sự ủng hộ của bạn đọc. Những sinh hoạt của Quỹ Cộng đồng Thời báo thể hiện sự hội nhập của cộng đồng người Việt tại Canada, một cộng đồng không quên ơn đất nước đã đón nhận chúng ta. Quỹ Cộng đồng Thời báo đã đóng góp cho các bệnh viện nhi đồng Alberta, Vancouver và Toronto. Đối với thế hệ trẻ, Thời báo bảo trợ cho Quỹ Học bổng Montreal từ khi quỹ này được thiết lập, tài trợ cho đêm văn nghệ thường niên Ignite của Liên hội Sinh viên Ontario, trại lên đường của Hội Văn hóa Khoa học nhằm mục đích khích lệ các sinh viên Việt Nam, thế hệ tiếp nối của cộng đồng. Bên cạnh các đóng góp cho cộng đồng, Thời báo còn chứng minh với cộng đồng dòng chính và nhiều tổ chức quốc tế về lòng nhân đạo của cộng đồng người Việt tại Canada. Quỹ Cộng đồng Thời báo đã chuyển giao hơn 20.000 gia kim cho cộng đồng người Nhật tại Toronto để giúp nạn nhân thiên tai tại Nhật Bản, đóng góp cho Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, cứu trợ trẻ em thiên tai tại Haiti. Quỹ Cộng đồng Thời báo luôn hướng về những đồng bào bất hạnh ở quê nhà. Trong những năm qua, Quỹ đã tài trợ cho nhiều trẻ em nghèo, khuyết tật, những bệnh nhân ở các trại phong và các nạn nhân bão lụt, xây cất trường học cho trẻ em nghèo. Thông qua tổ chức Voice Canada, bảo trợ đồng bào tị nạn cộng sản ở Thái Lan, Quỹ Cộng đồng Thời báo không quên những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, những người đã hy sinh một phần thân thể để miền Nam được sống trong tự do, no ấm trong 20 năm. Những người đã ở lại để chúng ta có thể ra đi. Để có được những hoạt động đó, Quỹ Cộng đồng Thời báo dựa vào nỗ lực cổ động qua các phương tiện truyền thông của mình: Tuần báo Thời báo, Tuần báo Rạng Đông, Đài phát thanh Thời báo, Việt TV Canada, những đại nhạc hội gây quỹ ở Montreal, Toronto, Vancouver và sự góp sức của Hội đồng Quản trị Quỹ Cộng đồng. Nhưng nơi nương tựa chính của Quỹ Cộng đồng Thời báo vẫn chính là quý vị, những độc giả, những thính giả, những nhà mạnh thường quân trong cộng đồng, những khán giả, những người đang có mặt tại đây ngày hôm nay. Quỹ Cộng đồng Thời báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã tiếp tay trong những